Quý vị và các bạn đang xem trên kênh Công giáo yêu thương. Kính chúc quý vị có nhiều sức khỏe, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa và Mẹ Maria. Wow, rất là đẹp luôn. Bao la rộng lớn. Hình ảnh bên trong nhà thờ Giáo sứ của Việt mọi người thấy thế nào? Quá tuyệt vời không ạ? Nhờ ông đang bật điện để chia sẻ những hình ảnh đẹp nhất cho cô chú và anh chị xa gần cùng xem. Những cái bóng điện hắt lên những cái điểm rất là đẹp luôn. Đây là trên cung gian thánh nhà thờ Giáo sứ của Việt. Một hình ảnh rất là tuyệt vời, nhà thờ Giáo sứ của Việt quá đẹp luôn, điện lên rất là đẹp luôn chú ạ. Đây là trên mái vòm nhà thờ Giáo sứ của Việt này. Rất là đẹp và nguy nga. Cha chánh xứ của Giáo sứ của Việt đó là cha Úc Tino Nguyễn Quang Huy. Cha rất có tài năng và mắt thẩm mỹ vì cha thiết kế rất nhiều nhà thờ đẹp như nhà thờ Đền Thánh Bắc Trạch này. Nay lại là nhà thờ Đền Thánh của Việt, một trong những hai ngôi thánh đường lớn nhất của giáo phận Thái Bình. Quá đẹp luôn cô chú. Tôi sẽ tiến lên trên gian cung thánh từ bên dưới chia sẻ cho mọi người này. Hình ảnh nhà thờ Giáo sứ của Việt thật là tuyệt vời. Một ngôi thánh đường rất là lộng lẫy và nguy nga. Xin tất cả mọi người một lần trở về với Giáo sứ của Việt tham quan công trình cũng như chiêm ngưỡng đền thánh Giáo sứ của Việt. Tôi sẽ cố gắng quay rất từ từ để cho cô chú và các anh chị cùng nhau lại mọi người chiêm ngưỡng hình ảnh nhà thờ Giáo sứ của Việt. Đặc biệt ở trên những cái khu vực ở trên cao thì có những cái bóng đèn rọi xuống làm cho cung gian thánh cũng như là bên trong nhà thờ rất là lộng lẫy. Quá đẹp không ạ, cô chú và anh chị. Chỗ này là trước là có cái ghế nhưng mà vào mùa hoa sẽ cho ghế sang bên rồi để cho các hội đoàn tập dâng hoa cũng như là múa hoa dâng kính Đức Mẹ ở đây. Một khung cảnh nhà thờ Giáo sứ của Việt rất là tuyệt vời. Bây giờ thì mọi người tiến gần lên cung gian thánh một chút để mọi người chiêm ngưỡng hết cái vẻ đẹp của nhà thờ Giáo sứ của Việt nhé. Thank you.
là xúc động khi được trở về tham quan chiêm ngưỡng nhà thờ Giáo xứ Cửa Việt, một công trình rất là vĩ đại mà cha chánh xứ Augustino Nguyễn Quang Huy cùng cộng đoàn giáo xứ của Giáo xứ Cửa Việt biết bao nhiêu công sức cũng như là tiền của mồ hôi công sức đã xây dựng lên ngôi thánh đường này. Xin cô chú cùng toàn thể mọi người xa gần hướng lòng về với Giáo xứ Cửa Việt để cho công trình đền thánh Giáo xứ Cửa Việt sớm được hoàn thiện. Và nơi đây là nơi hành hương rất là ý nghĩa và lớn của Giáo phận Thái Bình. Đây là khu vực bên đường Thánh Giá, khu vực bên cánh phải của Giáo xứ Cửa Việt. Rồi thì sẽ tiếp tục đi xuống bên dưới rồi đi vòng quanh khu vực bên Thánh Giá chia sẻ cho mọi người. Đây là một cái bức cột rất là lớn. Mọi người không biết là nhìn trên màn hình thế nào nhưng mà thật sự thể đến tận mắt thì rất là xúc động. Hình ảnh nhà thờ Giáo xứ Cửa Việt quá là lớn và nguy nga, tráng lệ. Giáo xứ Cửa Việt bên trong rất nhiều các bức tranh được vẽ bằng sơn dầu rất là tỉ mỉ và đẹp. Những hình ảnh Chúa cũng như là Đức Mẹ, các thánh được vẽ và được gắn ở các bức tường, những khung cửa rất là lộng lẫy và đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Khu vực này thì có lối lên xuống để lên khu vực đầu của khu vực nhà mục vụ của Giáo xứ Cửa Việt này. Đây có cái thang để mọi người đi ra và lên khu vực trên các cái lầu, các cái phòng, khu vực nối với nhà thờ Giáo xứ Cửa Việt, khu vực đầu nhà thờ. Sẽ đi sang khu vực mái hạ này nhé, khu vực bên hông bên cạnh này, nhà thờ để chia sẻ cho mọi người. Rất là đẹp, không biết nói điều gì để diễn tả hết được. Trành sơn dầu, cha có cái tầm nhìn, cha kiến thiết cũng như là cha thiết kế, có những thiên thần bên dưới và bên trong có những cái bóng điện hát lên cái bức tranh từ dưới lên rất là đẹp luôn. Thật sự không thể tưởng tượng. Và đặc biệt 14 đằng Thánh Giá, mọi người thấy này, 14 đằng Thánh Giá tại nhà thờ Giáo xứ Cửa Việt. Đẹp quá, lâu rồi không trở về đây mà nhìn bây giờ hoàn thiện sơn với lại mọi cái hoàn thiện tranh rất là đẹp quá. Dạ vâng, chờ con quay tí con lấy kỹ một chút cho bà con xem.
cột nhà thờ Giáo xứ Cửa Việt thì ít nhất phải có khoảng 3 đến 4 người ôm với hết được cái cột của chú nhá. Cột rất là lớn. Thật sự thì vào đây thì không muốn bước ra nữa. Vào trong này rất là an bình và nhìn hình ảnh rất là xúc động. Cửa nhà thờ thì đều gắn bằng gỗ này, gắn bằng gỗ luôn. Cửa sổ cũng như là cửa lối ra vào đều gắn bằng gỗ hết. Rồi thì bây giờ chị sẽ lên trên sàn này, sàn bên trên này chia sẻ cho mọi người này. Hai tháp chuông này hiện tại đang xây dựng. Đây là hình ảnh bên trong tháp chuông ở thời Giáo xứ Cổ Việt. Đây thì có chuông sẵn rồi mà tháp chuông chưa xong nên là chưa có kéo lên được. Đây là hai quả chuông này, hai quả chuông là thời Giáo xứ Cửa Việt, không biết là sản xuất vào năm bao nhiêu ấy. Ở đây có ghi là 1940 này. Hai bên khu vực cuối nhà thờ thì có hai bức ảnh Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, giáo mục giáo phận Thái Bình. Bên này thì cũng có một bức tranh nữa, bức tranh ảnh của cha Đức Cha Đa Minh Đặng Văn Cầu, giáo mục giáo phận Thái Bình, bổ nhiệm vào ngày 29 tháng 10 năm 2022, tấn phong vào ngày 31 tháng 12 năm 2022. Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho các đấng bậc có một sức khỏe để phục vụ giáo hội. Đó, mọi người thấy không? Quá đẹp luôn. Bây giờ Thủy sẽ lên trên sàn để quay một chút nhé, chia sẻ cho mọi người. Thủy sẽ lên trên sàn. Khu vực sàn này thì vẫn chưa có ốp đá, ốp gạch. Bên trong nhà thờ Giáo xứ Cửa Việt đều ốp đá, ốp gạch luôn cô chú ạ, nên là không có sơn, chỉ có phào chỉ và một số thì sơn thôi, còn đâu thì hầu như là 90% là ốp đá gạch hết, ốp đá. Đây thì đang đứng bên trên quay cho mọi người. Nhìn từ trên cao mọi người thấy quá đẹp luôn. Công trình nhà thờ Giáo xứ Cửa Việt thì rất là lớn, nếu mà quay một cái video hoàn chỉnh thì rất nhiều thời gian. Rất mong cô chú anh chị cùng đón xem, thì sẽ cố gắng cập nhật nhiều hình ảnh hơn nữa chia sẻ cho mọi người. Lộng lẫy lắm nha kìa. Cô chú hãy một lần trở về đây hành hương chiêm ngưỡng nhà thờ Giáo xứ Cửa Việt nhé. Nhà thờ Giáo xứ Cửa Việt thì nếu kê thì có thể được 4 đến 6 hàng ghế.
cô chú và anh chị đi tham quan tiếp. Đây là cái lan can được đúc bằng kim loại. Đây là tháp chuông thì đang xây dựng dở, vẫn tiếp tục xây trong thời gian tới. Xin mọi người tiếp tục hướng về với giáo xứ của Việt, mong sao công trình sớm được khánh thành. Dâng cho Chúa này, nơi đây sẽ là nơi hành hương kính Đức Mẹ, cũng như là mọi người xa gần trở về đây với Đức Mẹ giáo xứ của Việt. Biết bao nhiêu bóng điện nhỉ, chứ nhỉ? Vâng. Bảy triệu. 17 triệu tiền điện. Vâng. Dạ. Quá là rộng lớn vậy. Tháng cao điểm gần 30 triệu tiền điện. Và thường thường là tháng 17 triệu. Việt rất là lớn và rất nhiều bóng điện để hắt lên các cái mái hạ, mái thượng, cũng như là những cái điểm để nổi bật những cái bức tranh đó. Tham dự thánh lễ ngồi đây. Trà thiết kế rất là đẹp. Mẫu nhà thờ. Được rồi ạ. Cảm ơn nhé. Vâng. Đi quay một vòng tí nữa xong về luôn, về nhà vào nhà cha luôn. Tí vào thăm cha một chút. Trên này có thiên thần. Ở giữa cái tùm, mọi người thấy không?